Hai, kênh nấu ăn cơm bốn ăn xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ đến cho các bạn cách nấu cái món canh bí đao với sườn non đơn giản, nước canh ngọt và trong, rất là ngon luôn các bạn. Thì bây giờ mình bắt tay vào làm nha. Và các nguyên liệu để làm cái món canh bí đao này á, thì ở đây mình sử dụng 300 g sườn non, một quả bí đao, hành lá, ngò rí và một ít củ hành tím nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi sơ chế các nguyên liệu. Và phần bí đao thì mình gọt vỏ và cắt thành miếng vừa ăn ha các bạn ha, khoảng tầm 1 cm nha. Rồi các bạn muốn cắt như thế nào cũng được. Một củ hành tím thì mình sẽ băm, ngò rí và hành lá các bạn cắt nhỏ ra nha. Để nấu canh thì mình sẽ ướp cái phần thịt này cho nó đậm đà nha các bạn. Mình nêm vào đây 1 phần 2 muỗng hạt nêm, 1 phần 2 muỗng đường, 1 phần 3 muỗng bột ngọt và một ít hạt tiêu xay nha các bạn. Rồi mình sẽ đảo đều lên và ướp cái phần sườn non này 15 phút cho gia vị nó thấm. Sau khi mà ướp thịt xong thì mình sẽ cho dầu ăn vào xô ha, và cho phần củ hành tím băm vào để mình phi thơm cái phần phần này nha. Rồi các bạn mở lửa vừa thôi ha, mở lửa lớn quá thì nó dễ bị cháy lắm nha. Mình xào cho cái phần củ hành tím này nó thơm lên. Thì mình sẽ cho phần sườn non mình ướp hồi nãy vào để mình xào sơ nha các bạn. Xào cho cái phần sườn non này nó săn lại và nó tái tái ha. Thì mình sẽ cho vào 1 lít nước lọc nha các bạn. Và mình đậy nắp lại, mở lửa lớn lên cho nước nó nhanh sôi nha. Và nước nó đã sôi lên lại rồi thì mình mở nắp ra, mình vớt cái phần bọt trắng ha, mình bỏ đi nha. Còn cái phần màu vàng vàng đó, nó là dầu ăn đó nha các bạn. Mình bớt bớt cái phần bọt trắng thôi. Sau đó mình cho bí đao mình gọt vỏ vào để mình nấu. Dùng vá và đảo nhẹ chút xíu thì mình sẽ đậy nắp lại và nấu cho cái phần canh này sôi lên lại. Sôi lên thêm 2 phút nữa thì mình mới tắt bếp nha các bạn. Và cho phần ngò rí và hành lá vào sau cùng. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ nêm nếm lại cho cái món canh của mình nó ngon hơn nha. Đừng có nấu lâu quá thì cái bí của mình nó mềm, ăn sẽ không có ngon nha các bạn. Giờ mình nêm một ít gia vị vào. Cho 1 muỗng muối bằng mặt nè, 1 muỗng hạt nêm nè, thêm 1/3 muỗng bột ngọt và nêm thêm 1 muỗng đường, tiêu tiêu xay mình cho vào một ít, khuấy đều lên cho nó tan gia vị nha. Và các bạn nêm nếm lại cho nó vừa cái khẩu vị phần ăn của gia đình mình nha. Cái nước canh này rất là ngon luôn á. Nước canh á, thì ngọt, thịt mềm và cái món canh này mình sẽ ăn kèm với nước mắm ớt nha các bạn. Các bạn nấu canh để mình ăn trong cái bữa cơm gia đình á thì rất là tuyệt vời luôn, rất là mát ha. Nếu thấy yêu thích video á, đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Chúc các bạn nấu món ăn thành công và ngon miệng. Mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video món ăn sau nha.